could Không nhận ra Mỹ Nam tình đầu phim Hàn một thời ở tuổi 52, nhan sắc tụt dốc, sự nghiệp tan tành vì bê bối. Từng là Mỹ Nam nước tiếng được chị em săn đón những năm 90, sự nghiệp cuộc sống của diễn viên này giờ ra sao? Với các khán giả trẻ, Andre Cook có lẽ là một cái tên tương đối xa lạ, Thực tế, anh từng là chàng lãng tử nổi đình nổi đám thập niên 90 và những năm đầu 2000 của Hàn Quốc. Giữa thời điểm khi làn sóng Hallyu nở rộ tại nhiều quốc gia châu Á, sự nghiệp của tài tử họ An cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái thời ấy bởi sức hút đến từ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đầy cảm xúc và hơn hết là lối diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Trong thời điểm hoàng kim của sự nghiệp, nhất là từ năm 1997 trở đi, Anne Chekhov nổi tiếng cả ở châu Á với tựa phim đỉnh đám như ước mơ của một ngôi sao bộ phim ghi nhận mức rating lên đến 40% đưa Cúc vươn tầm sao hạng A không chỉ cực kỳ đắt show được các nhà sản xuất săn đón nhiệt tình Cúc còn nổi tới độ thời trang và kiểu tóc của anh trong phim trở thành xu hướng một thời đáng tiếc sau cơn sốt này Cúc lại gặp khó khăn trong việc vượt qua cái bóng của chính mình Hoa Hướng Dương tạm biệt tình yêu của tôi vẫn rất hay, rất ấn tượng nhưng lại không thành công như ước mơ của một ngôi sao. Dù không thành công như những năm đầu sự nghiệp nhưng Andre Cook vẫn có chỗ đứng nhất định trong nghề. Và tới năm 2009, sự nghiệp của tài tử họ An mới thực sự tiêu đứng khi anh bị chuẩn đoán có khối u và phải dừng mọi công việc. 4 năm sau đó, anh lại phải đối diện cửa tử khi mắc bệnh hen. Kết quả, anh phải tiếp tục dừng công việc và tiêu tốn đến 8 tỷ đồng để chữa bệnh. Sau khi chữa bệnh Andrzejuk nỗ lực trở lại màn ảnh nhưng mọi thứ không hề dễ dàng, anh vướng vào vụ scandal, lái xe trong tình trạng say rượu và bị phạt. Kết quả hình tượng mẫu mực của tình đầu trong mơ một thời đã sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, anh vẫn cố gắng làm nghề, gần đây nhất là có vài chính trong bộ phim The Empire ở tuổi 52. Tuy vẫn khá trẻ so với tuổi thật nhưng anh xuống sắc trông thấy, nếu không nói, khán giả có lòng có thể nhận ra, Mỹ Nam nức tiếng một thời.